Bao nhiêu anh chị đang thực hành lòng biết ơn để gia tăng tiền bạc? Anh chị nào đang thực hành lòng biết ơn để hòa giải những cái mối quan hệ xung quanh của mình? Chúng ta thực hành lòng biết ơn và các anh chị không hiểu là lý do tại sao mình cũng không có áp dụng tạo ra kết quả tốt đẹp, trong khi rất nhiều anh chị khác thì tạo ra kết quả ngay lập tức. Và Phương đã có rất là nhiều cái video hướng dẫn cho các anh chị thực hành lòng biết ơn để mà mình gia tăng hoặc thu hút những cái khoản tiền chưa về với mình, hoặc là những cái mối quan hệ vợ chồng con cái làm sao có thể là hòa hợp được một cách rất là nhanh chóng. Chúng ta biết ơn tất cả mọi thứ xung quanh trừ một thứ quan trọng nhất, đó là cái người trong gương mà các anh chị nhìn thấy mỗi ngày. Cái nhân tố đó, cái con người đó mới là cái con người cực kỳ quan trọng nhất và quyết định tất cả mọi thứ còn lại. Các anh chị, trước khi mà chúng ta để có được tất cả mọi thứ thì nó phải bắt nguồn từ chính mình. Vậy nên trong những video trước thì Phương cũng chỉ dẫn là thực hành lòng biết ơn với tất cả mọi thứ. Nhưng mà các anh chị, Phương nghĩ là ai cũng biết, nhưng thực sự là chúng ta chưa thực sự hiểu về cái việc biết ơn chính bản thân mình. Và các anh chị, kể từ khi mà Phương biết ơn chính bản thân mình và trân quý chính giá trị của mình á, thì mọi thứ xung quanh Phương dường như thay đổi, và nó chỉ đến để giúp cho Phương hạnh phúc hơn và trân quý nhiều hơn những cái giá trị mình tạo ra mỗi ngày. Chính vì vậy nên là các anh chị hãy có thói quen mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, có thể các anh chị đặt tay lên trái tim của mình, có thể các anh chị hãy ôm lấy chính mình và hãy nói rằng là: tôi yêu bạn lắm, tôi thương bạn lắm, tôi thực sự trân quý giá trị của bạn. Hãy nói với chính mình lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và các anh chị có tin được không? Phương đã hướng dẫn rất là nhiều cái câu chuyện mà các anh chị chuyển hóa từ một cái người gọi là đứng trên bờ vực của mọi thứ rồi, chỉ trong vòng 20 ngày mà đã phất lên lại và lấy lại toàn bộ những cái thứ mình đã bị mất đi, giống như kiểu sức khỏe, những cái mối quan hệ xung quanh, thậm chí là những cái phi vụ làm ăn, nó được kết nối lại. Nó rất là kỳ diệu các anh chị. Chính vì vậy mọi thứ nó phải được xuất phát từ mình. Các anh chị hãy thực sự trân quý mình. Và chúng ta không phải trân quý chỉ mỗi là chúng ta nói thực sự biết ơn, mà hãy cảm nhận, hãy có một cái cảm xúc yêu mình thực sự mỗi ngày. Và khi các anh chị yêu mình á, thì cái hành động chúng ta sẽ khác. Các anh chị sẽ không cố gắng làm mọi thứ chỉ để hài lòng người khác, mà chúng ta sẽ làm những cái thứ để khiến cho mình hạnh phúc trước đã. Và các anh chị sẽ biết cách chăm dưỡng mình, biết cách luyện tập, biết cách ăn uống, biết cách kiềm chế cảm xúc và không bị để cho những cái người khác, những cái tiếng nói, những cái hành động mà của người khác làm tổn hại chính mình, bởi vì các anh chị yêu mình thật lòng. Chính vì vậy nó cũng sẽ bắt nguồn từ cái suy nghĩ và cái niềm tin cũng như là cảm xúc của tất cả các anh chị. Hãy vun bồi bên trong mình. Hãy vun bồi bên trong mình cảm xúc hạnh phúc và hài lòng cũng như là tự hào về chính giá trị của mình. Hãy liên tục phát triển mỗi ngày và thường xuyên nói lời biết ơn mình. Phương tin chắc rằng mọi thứ xung quanh nó chỉ đến để cộng hưởng và giúp cho các anh chị cảm thấy dư dả cũng như hạnh phúc nhiều hơn mà thôi. Hãy tin Phương đi, Phương đã làm cái hành trình này hơn 3 năm và Phương thấy cuộc sống của Phương thật là mỹ mãn. Và thực chất những thứ mà Phương có hiện tại nó chỉ phản ánh lên cái mức độ hạnh phúc mà Phương đang có ở bên trong. Chính vì vậy các anh chị hãy luyện tập thói quen yêu mình mỗi ngày. Và Phương cũng có những cái chương trình, những chương trình Zoom hướng dẫn rất chuyên sâu để các anh chị hòa hợp lại mối quan hệ với đứa trẻ bên trong của mình, với chính bản thân mình. Bởi vì có thể trước đó anh chị đã làm rất là nhiều cái sai phạm và các anh chị toàn tự trách móc bản thân rằng sao mình trì hoãn, sao mình không có nỗ lực, sao mình không có chịu thay đổi, sao mình muốn làm cái này mà mình không chịu làm. Thay vì thế, hãy tập trung tìm kiếm và trao dồi những cái điểm mạnh, những cái điều tốt đẹp ở bên trong, và hãy tìm cách kết nối lại con người và đứa trẻ phi thường bên trong mình. Các anh chị sẽ có cả thế giới, tất cả mọi thứ anh chị muốn sẽ nằm trong tay mình. Hãy tham gia rèn luyện cùng Phương. Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị một cái chương trình huấn luyện chuyên sâu về tâm thức của mình để giúp cho các anh chị có thể kết nối với chính mình nhiều hơn mỗi ngày nhé.